Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay bên mình thì đã sell off cái bình xăng này á, anh em, là cái số lượng mấy chục bình, nhưng mà bây giờ hiện tại nó đang quá tải anh em nha. Thì mình xin phép là mình chỉ sell off cho những anh em nào thực sự cần thiết thôi. Còn những anh em nào mà chúng ta lỡ bỏ qua cơ hội này rồi thì mong anh thông cảm. Tại vì cái bình này nó đã quá hot anh em ơi. Cái bình xăng con Kia băng, bình Honda nha. Honda nhập khẩu nha. Đây. Trong thì nó đóng gói là ở trong một cái bình giấy bóng này anh em thấy không? Đó, bình chống sốc nè. Và đây, bỏ cái hộp qua một bên nha. Rồi. Đây là cái bình của anh em ha. Đây. Cái bình này thì khi anh em mua nó sẽ tặng thêm cho anh em luôn hai cái dây nữa này. Đây, hai cụm dây nha anh em. Cụm dây bình Ken Hinjaban. Đó, anh em thấy chưa? Rất là chất lượng luôn. Cực kỳ là chất nha. Không phải nghĩ nha anh em. Đấy, và hai cụm dây luôn. Thì cái bình này anh em là mình cũng đã quảng cáo, cũng đã giới thiệu cho anh em rất là nhiều rồi. Thì những anh em là chúng ta mua được thì anh em rất là vui, bởi vì chúng ta mua được cái sản phẩm tốt với một cái mức giá rất là phải chăng. Thì bản chất là cái bình này mình bán mức giá là 600 ngàn thì mình nghĩ mức giá đó đã là rất là tốt trên thị trường hiện nay rồi. Bởi vì những cái bình quen pha thì nó hiện tại thì nó cũng đã khoảng 700-800 là rẻ, thậm chí là 1 triệu 2 triệu. Thế nhưng mà những cái bình ví dụ như là Senta thì nó cũng đã tầm giá 400 rồi, bên Senta Thành Lạt rồi anh em, là nó cũng tầm giá đó, để là cái loại một đấy, loại tốt nhất đấy. Thì mình tính ra thì cái bình này mức giá 600 ngàn sự là rất là rẻ anh em ạ. Nhưng mà trong cái chương trình shop bên mình á thì giảm cho anh em còn có 350 thôi. Thì thực sự với cái mức giá này anh em mình bao anh em luôn, không thể kiếm được cái loại nào ngon hơn loại này, mình cam kết với anh em thực sự như vậy. Mình là dân trong nghề và mình cũng bán hộ tục biết bao nhiêu năm nay rồi, với cái bình với mức giá là 350 như thế này á thì thực sự là rất là khó kiếm nha anh em nha. Đây, bình này anh em sẽ thấy cái ánh sáng màu xanh của nó này. Ánh xanh của nó lên rất là dữ này, anh em thấy không? Đó, ánh xanh của nó này, rất là nổi này. Đấy, phía ít bình này, ánh xanh này, ánh tím này, cực đẹp luôn nha. Đó. Thì khóa xăng này, phe cài này. Này, đó. Và họng gió này, họng gió cũng xi xanh luôn. Xi xanh tím luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, thì anh em cứ nghĩ xem, này, bật luôn. Anh em cứ nghĩ một cái bình như thế này, mức giá 600 ngàn không hề đắt nha anh em nha. Mà trong chương trình shop bên mình nó chỉ còn có 350 thôi, thì anh em cũng đủ hiểu. Mà không phải là anh em mua về là anh em lo sợ bình có ngon hay không. Bên mình bảo hành cho anh em 2 tháng nha anh em nha, có nghĩa là 60 ngày. Thì anh em nghĩ đi, một cái bình xăng con em sử dụng chỉ cần 1 ngày là anh em biết được cái vấn đề nó bị trục trặc thế nào rồi. Bên mình bảo hành cho anh em 60 ngày, cho nên là anh em yên tâm, không phải suy nghĩ về vấn đề chất lượng hay là vấn đề mà nó có bị chảy xăng, nó có bị mất gan ti hay nó có bị hộp xăng hay không nha. Tất cả các vấn đề bên mình đều có thể bảo hành cho anh em hết trong vòng 60 ngày, một đổi một cho anh em. Bình thường chính sách người ta chỉ bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày và bảo hành trong 60 ngày nếu có vấn đề trục trặc xảy ra. Còn bên mình bảo hành cho anh em 60 ngày một đổi một luôn đấy. Thì với một cái mức giá là 350 ngàn, 600 giảm 350 ngàn, thì anh em nghĩ là còn cái gì phù hợp hơn với một cái lựa chọn về bình xăng như thế này luôn anh em. Đó, thì mức giá 350 ngàn, số lượng khuyến mãi rất là có hạn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với shop nha. Số điện thoại của shop 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những video tiếp theo nha.